Hello, chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì anh em của tụi mình đang chuẩn bị đi ra ngoài ruộng các bạn, để xúc tép á, hay còn gọi là đẩy tép nha. Thì để xúc được tép thì mình phải chế một cái cây vợt bự á, với lại cái bộ kích điện, kích cho con tép nó tê tê á các bạn, cho nó đừng có nhảy ra khỏi cái cây vợt á, thì mình mới bắt được nha. Cái này làm chừng bao lâu tiếng hồ không? Tiếng kiếm được ký lô không? Hả? Được không? Tép này giờ bán ký nhiêu đâu? Mấy chợ này trăm mấy qua không xin, chắc 200 mấy quá. Chuẩn bị đi bắt tép nha các bạn. Đây là cái gì vậy Hạnh? Mà cái thật. Không phải cái này cái mưa cái hầm hay là người ta làm lúa? Vuông ấu. Này là vuông ấu nha các bạn. Bây giờ sao ta không trồng nữa? Rồi rồi trồng lại ấu lại không? Làm gì lại? Nè, có mấy củ ấu nè. Tép nhảy như nãy không? Cái này giả sử mình không có xài cái điện đó thì nó cũng vô bình thường không? Nó nhảy ra hả? Tôi nhớ nhỏ tôi cũng ủ đại ha. Ủ ấu quá trời ấu rồi. Mấy ấu này vớt lại ăn được không? Sạc bỏ. Cũng coi kìa. Còn lửa. Nãy giờ mấy chục thước là 30 thước cho ta. Từ đây ra hết cái mương dài có nhiêu thước? Không mà chiều vô không kìa. Trăm mét không? Này đi tới cuối đẳng mình mới ấy lên hả? Mới đổ vô tham hay gì? Cái gì là nó tê nằm gọn trong đó luôn không có sạc? Còn nếu không có điện thì khả năng nó chạy ra lại phải không? Không có, nó chạy trong bờ không ra. Lấy cây xuôi vô bờ. Con gì vậy? Con gì? Con gì vậy? Bờ tỏ quá tỏ nè. Nè có len không? Củ gấu gì ở sơn màu bạc trời. Không vàng không giật vậy. Cái đó vỏ ốc không hay gì? Sống rồi bỏ ra em thao đi. Về cho vịt ăn đi. Công mất thời gian rồi thấy đang ủi luôn. Nay 1/3 chén. Chắc là 100 quay cái này. Được cục rồi nè.
Vô phao. Không đẩy gì. Đẩy giết để không kịp luôn. Này nó có dính cá không? Vô cái sạc cái gôn nhỏ nhỏ dụ nó vô cũng dính ha. Đâu chích cái sạc thử rồi dính không? Con cá lên bờ kìa. Đắt này chừng nhiêu công á nè. Lên cỡ 101 vậy, 102 hả? Là nó có đường đi vô bự không hay là đường nhỏ này? Đường nó cũng xem đai vô hay gì? Đường riêng của nó hay là đường chung? Nhưng mà cái đường đó là của người chủ khác phải không? À. Nhà thờ đó hả? Ốc ốc màu vàng không chứ đâu có ốc gì khác hả? Đấy tép này mình có coi buổi không, buổi nào nhiều buổi nào ít không? Sáng mấy giờ? Sáng cỡ mấy giờ? Sáng mấy giờ? Sáng. Rồi tới đây vòng vòng đánh cá đi. Ồ, dính lường. Lường cái cá rồi. Làm ấu lời ăn lúa nhiều không cái sạch? Gấp ba không làm không? Cực lắm cực. Cực hơn sen hả? Mình bẹp kêu. Cái chén hả? Đưa vào gì đó, ăn nhẹ. Đây thành quả nó giờ điên ký hộ này được mấy trăm gram? Nửa ký. Nửa ký hả? Gần nửa ký, cỡ 400 gram. 400 gram tép quỳ đỏ coi nhiêu tiền? Này hả? 50 ngàn. 60 ngàn. 60 ngàn bán. Đây nãy đẩy một buổi trời được cho khoảng 400 gram đó các bạn, giờ mình sẽ lựa ra nha. Đổ nước cho nó vô cả nửa thao đó rồi mới lựa tép ra nè. Tại ba cái chấu ốc đồ mấy công gom gạo này nhiều lắm nè. Lương các bạn. Lương các bạn cổ nó hay gì không? Lâu lắm mới ăn là tép đồng. Đi chợ thấy bán mắc quá rồi, đau bằng mua bán tép biển đó. 60 ngàn ký nha. Đồng minh. Có một đồng minh.
là ngọn cú này lắm. Lấy cái thao nhỏ nó muốn được coi. Đổ cho lậu đây nè. Hải loại ngoài đồng cỡ nửa tiếng không ta? Nửa tiếng. Nửa tiếng như đây 15 phút nữa mới có tép ăn nha. Chưa tính chế biến là 15 phút nữa là cả tiếng họ. Chế biến chút xíu là chín nhìn lựa rồi là rửa sơ nó cái là vô có chảo dầm lên sau là sao sao. Ừ, thì cũng khoảng 15 phút chứ không lẽ. 15 phút. Ừ, phải không? Tính là như đạn luôn. Tiếng họ mới có đồ ăn ăn. Rồi, không có cơm. Đã kêu bút nhanh nước tôi lấy tao chứ này cứ lấy khô nó làm gì. Đồ này cũng ngoài họ làm chết. Quá. Vừa thôi, cho nó có lỗi lỗi tắm không. Nhẹ phóng không? Phóng, đưa xuống nó lội phóng đầu khô nữa này. Không có lội đã không? Lội giống tôm nữa. Lội giống tôm đụng ở đây. Tôm càng xanh á. Ừ. Giống tôm hùm còn nhỏ. Ra không? Nó quậy, cái lội nó bệt. Tép này một lần nuôi cá là tháng á. Nuôi gì? Hồi đó giả ba có làm không lỗi đâu. Bây giờ giả ba là không nhất á. Không đặt cái bây giờ không có đồ hủ tiếu. Lấy hầm không không có đấy. Đặt lạp thường để mồi gì vô? Gan cám với sắc lắm. Cám sắc mắm trộn cho nó. Gan mình gan cám nó chín cái đậu thơm vậy đó. Gan cám cho thơm. Rồi ấy miếng sắc mắm vô rồi dò bóp lại ha. Một cái. Bỏ vô. Để đại hay là có quán gì không? Chà cho nó láng, đừng cho nó rút, đừng cho nó láng như miếng mập nè. Là nó bắt cái đường đó chạy đó. Nó có đường ngoài đó. Không phải, ý nó cái cục mồi kìa. Để nước nó tan không? Nó tan lắm, sáng nó tan rồi. Rồi giờ mình dò để đại vô phải không? Ừ. Cá mình nó có nhiều, vô nó ăn nó hết chứ nó tan. Nào mà sáng giờ cái chặt ra không hết. Rồi cái đó dù mình lấy dẻ mồm mình quấn lại được không ta? Không chị, dễ ra chứ. Dạ, cho cái cục mồi cho nó đừng tan. Tới sáng tôi có cục dở vậy còn ngủ vô cái. Cái gì nó chạy nhiều rồi nó ăn mới hết. Nó quậy chứ ăn chúng nữa hết. Rồi cháu cỏ mà vớt lại ba vớt cái xe đây còn mấy hộp cái xe đấy cỏ kìa nó đâu là chỉ con ở mà trong tầm ảo tầm ha cái xe đây cho chạy rồi mày ăn gãi miếng cái rồi để mày lấm câu lắm câu á mày lấm cái gì tại nó muốn bài trời hồi nãy đừng nói muốn mày đâu muốn rồi hay nữa giọng sáng đi không nhảy con cái lóc nữa. Cái lóc mày vút bụng ba cái mày giọng cho mày giọng khỏi dần cái này gì cũng không nhảy. Tao thử rồi. Chúng mày nghe nó giọng không nhảy con, đừng nghe nói chưa nghe. Rồi đó. Vút nó mới được hả? Đặt bụng nó vút ba cái nè, không nhảy con cá nè. Giống như kêu là mày ở yên đi ha mày, tao hấp hay tao chiên xù gì đó ha. Cái gì vậy? Là cái điện đó, nó mà cái điện mình nó cơm lòng trong đó. Nó để vô rồi không sáng đi không đi con. Nó lỡ thằng bê con bò mà, cái điện mày đó. Dạ tú đang hả? Dạ tú quấn á. Đấy kìa. Tôi nói không thử. Không đem con nữa. Không đem nữa. Rồi đi để vô gì rồi đó hả? Ừ. Không chặn gì. Đây còn được điện không? Có cặp, tao thấy rồi không cậu. Rồi tao mấy lần rồi để tôi kiếm điện mẹ rồi đi. Để không điện vô. Cái nào kiếm điện tao kiếm điện luôn đi chạy. Con quá. Tao lập vòng bán rồi, không có tao bán lại. Con kia con. Cái này nói tôi không tin nó nữa. Dần đẩy vô cùng chết mẹ con cùng chết con ra đó. Quá trời nghỉ. Mày đổi vô đây đi, chắc nước rồi đây. Chắc nước bớt. Ngoài á, cháu không kìa. Ừ, chắc nước bớt nha. Đâu có vừa đâu. Để bên kia kìa. Vừa không còn sao, đặt bên kia ai mình đặt mít cái gỗ sao vừa chứ vừa. Được rồi. Đó, chắc thằng cạn luôn đi rồi. Đừng cháu quá kìa. Đấy, mày mấy con người bự, mấy con nhỏ đây tao. Chú quắc. Cái đó giờ mới sẽ xịt chính quắc. Đó, quắc đi. Rồi xếp bán ngày nữa. À, nhảy hả? Cái mình đã dấm vô chảo hay là dấm. Sao? Hay vô thao? Dấm vô chảo. Nhảy, nhảy rồi. Nửa tiếng xúc tép nè, tới giờ khoảng 25 phút vớt tép nè. 15 phút là mồi nè mới được dưới tép như này nha các bạn. Tép này là tự nhiên nè nha, còn tươi không ướp màu hết chứ. Nó còn tươi đó mình làm liền thì nó không có màu đỏ nha.
không có gì.